Chiều nay tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã đến thăm và tặng quà Tết cho cán bộ chiến sĩ tại Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp đến. Thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ tại Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận và biểu dương kết quả mà cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân đã đạt được trong thời gian qua, cũng như trong công tác chuẩn bị Tết cho cán bộ chiến sĩ tại đây. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân cần phát huy truyền thống đoàn Trường Sa anh hùng, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đồng thời tích cực, chủ động trong công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân của ta khi đánh bắt thủy hải sản, thực sự là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trao tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 huyện Trường Sa và trực tiếp kiểm tra nơi ăn, chốn ở, cũng như thăm hỏi và chúc Tết các chiến sĩ tại Lữ đoàn.